Hey, hello cả nhà. Đây hả nhà, cả nhà có còn nhớ hai mẹ con này không? Hai mẹ con mà chủ nhà dọn nhà đi bỏ lại nè đó. Con có hình trái tim trên lưng nè. Đó, bữa nay nè đó. Bữa nay nó lớn rồi nè. Bữa nay bé con lớn rồi. Con lớn rồi. Cái thương ra, cái thương rồi. Đó. Hai mẹ con luôn. Tôi tỉnh hẳn à.